Xe này gấp lại được luôn hả? Chứ sao trời. Ôi xịn gì. Ừ. Gấp lại được luôn nè. Đây là bữa dĩ vào thử coi nè. Đồ gấp mà thấy không? Sụp xịt được nè. Căng giảm được nè. Gấp lại đôi nè. Đó. Gọn ghê không? Thảy lên cốp xe. Còn cho thử vòng lâu không có chạy. Đã quá thử. Đã thấy nhẹ nhàng quá ha. Cương chạy xe này chán hợp không? Hợp đó. Hôm anh nay ta sẽ tập thể dục cái chiếc này, còn thử cảm thấy ganh tị tại tân em. Có gì đâu ganh tị, em mua cho em chiếc đi chứ. Mua gì? Xe đâu mua? Thì đi mua đi, em không biết đâu đó. Ngay và liền, đi theo em nè, em biết chỗ. Ở đâu? Anh ơi, anh đâu rồi anh? Gì vậy? Đang bơm bánh xe. Bơm bánh xe để đi đâu vậy? Trời, mẹ mùi luôn rồi. Hả? Ở bánh xe để đi đâu vậy anh? Có đi đâu đâu, lâu quá xe không có chạy. Xe nhiều quá. Bên này lo chăm chút với chiếc xe Honda World Jeep. Xe đạp. Ủa chiếc xe đạp này cương. Chiếc xe đạp này anh mua hồi nào vậy? Trời thử hỏi con đại đến mày lâu rồi mà. Mua từ hồi nay cũng phải trên 10 năm rồi. Xe của anh ca sĩ Minh Thuận á. Anh nhượng lại cho anh để anh chạy tập thể dục nè. Vậy hả? Ừ. Ôi cái xe này có cái này cái cục ở đây nó dễ thương. Cục gì? Nè. Cái nào? Cục ở giữa nè. Cái đó đèn chớp á, tại biết không, đi chạy ngoài đường. Hồi xưa anh chạy đi vòng vòng ngoài đường á, mình phải có cái đèn nó báo hiệu để khỏi nguy hiểm đúng không? Nên cộ ngoài đường nhiều ta sợ ta xe mình không có đèn thông thấy mình sao? Ờ cái yên có cái lỗ nữa. Nó hơi á trên, nó đã bị hầm á. Bị hầm mông ha. Hả? Nó bị hầm mông ha. Ừ. Chạy thể dục đó hả anh, chiếc xe đạp này hả? Ừ, bây giờ lâu quá. Tự nhiên em cũng muốn có chiếc xe đạp chạy thể dục quá à. Xe đạp gì, em có một chiếc ba bánh rồi đó. Mà chiếc đó đem về quê rồi. Thì đó, thì lâu lâu thì dưới chạy. Thôi, em muốn chạy chung với anh nè, thường xuyên. Thường xuyên thì hôm nào? Anh chạy bữa, em chạy bữa, anh chạy bữa. Thôi, chạy chung mới vui chứ chạy chi trời. Vậy chạy thôi. Chung anh chạy rồi, em chạy bộ theo. Thôi, khỏe lắm á. Thôi. Tuổi em chạy bộ tốt lắm á. Thôi đi, chắc rụng hai cặp giò quá. Thôi muốn chạy xe đạp hả? Xe đạp thì thôi anh nhường cho em chạy, anh đi bộ. Thôi đi kỳ quá à, mua cho em thêm chiếc đi, hai chồng chạy chung cho vui. Trời. Thôi đi thử. Trời ơi, em mua hoài. Nhà chặt quá, không chỗ đâu mua hết trơn á. Có đậu trời, chiếc xe đạp có gì đâu không đậu được nè. Ủa mà cái này nó có cái cục đen chi vậy? Nè. Có cục dưới nè. Ê, cái đó xe gấp đó em. Xe này gấp lại được luôn hả? Chứ sao trời. Ôi xịn gì. Ừ. Gấp lại được luôn nè. Đây là bữa dĩ vào thử coi nè. Này cái này cái pedal gấp nè. Pedal này siêu riêng của nó là bằng mũ nó thử. Ừ. Ừ. Nó bị gãy. Không biết sao ra chợ Tân Thành mua vậy mà có cái bê đan gấp hay chứ mừng dễ sợ. Nè cái này nè. Ây da. Nó lâu quá không có xài. Nó. Nó gấp lại nè. Bỏ xe. Rồi, còn cái sườn thì gấp được hết nè, cái này cũng được. Đồ gấp mà thấy không? Sụp xịt được nè. Căng giảm được nè. Nó gấp lại. Sao vừa nó có cái chốt đây nè. Cái chốt đây nè, lâu không gấp quên luôn rồi đó. Rồi gấp đây nè, gấp đây nè. Ủa quên bên đây cái di động cũng phải gấp lại nha. Cái di động mình mở ra nè, cái gấp tại vì khi mình gấp ở trên nó nằm ngang. Ây da cứng quá. Ây da. Ừ. Nè. Ây da, chưa được, lâu quá nó lâu quá đó. Nó đó nằm nghe vậy nè hử. À đó này, cái này gấp vô luôn nè, đá chân trắng luôn dướng tùm lum, gấp lên đôi nè. Đó gọn ghê không, thảy lên cốp xe Rios. À quá tiện luôn ha, nó ăn hết xe này lắm, không chạy chạy cũng để làm kỷ niệm.
lâu đi đâu mình đi xa bỏ lên. Có đèn nữa nè. Ủa sao cái bao tay màu đỏ vậy anh? Hồi xưa nó màu xám, để lâu quá nó chảy kìa. Anh đi mua cái gắn khác có cái màu đỏ nè. Chỗ này như có đồ gắn. Bên này điện thoại gắn tùm lum, hồi xưa ảnh có gắn điện thoại á. Có cái đồ gắn mà anh để đâu mất tiêu rồi, lâu không có lại rồi. Còn giải thử vòng lâu quá không có chạy. Đã quá thử. Đã thấy nhẹ nhàng quá ha. Thử hết cái cương chạy xe này dễ hợp không? Hợp đó anh. Nay ta sẽ tập thể dục cái chiếc này, Ngọc thử cảm thấy ganh tị tại Tân An. Có gì đâu ganh tị, anh mua cho em chiếc đi chứ. Mua gì? Xe đâu mà mua? Thì đi mua đi, em không biết đâu đó, ngay và liền. Đi theo em nè, em biết chỗ. Ở đâu? Thì đi đi rồi biết. Trời ơi, gì thôi đi từ từ bữa khác đi. Không, bữa nay mới được. Trời ơi, khổ ghê, tự nhiên đem ra bơm lao chuồng chi bây giờ dính chưởng. Trời ơi, tới chỗ nè. Chào bà chủ. Đâu? Xe nào đâu? Thưởng lượng chiếc đi. Ghê. Chiếc nào? Ở bên này nè. Bên nào? Trời ơi, bả tia trước rồi. Xe màu trắng hả? Không phải. Màu này. Không phải luôn. Không có chiếc màu hồng mà em thử, con thử coi. Thấy màu hồng đẹp quá. Hả? Thử đi. Thử lấy xe ra coi. Thấy được không? Dướng rồi, dướng đây rồi. Đợi xíu. Rồi. Thử nha, thử chiếc màu hồng nữa. Được không? Xe đạp nhẹ hiều. Mà chiếc này dở quá, nó không có cái đồ tăng. Nó không có cái tăng đưa yên giống như của xe thiết cương quý vị ơi. Cái xe này là hiệu Rally nha quý vị. Đó, có cờ của Anh Quốc. À, Hưởng sẽ thử nha. Yên có cao không Hưởng? Trời ơi, nhau nhòng mà cứng nhắc hả Hưởng? Rồi. Công nhận. Sao? 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 Quan trọng là cái dáng này, thích chiếc này không? Chiếc này là của Anh Quốc á. Chiếc này nhiêu bà chủ? Nhiêu? 5 triệu rưỡi á. Trời ơi. Xe này của tôi có 500 ngàn nè. Trời ơi. Xe của anh chắc được nó tàu làm đến chứ không trong nhà mà chị. Thiệt. Chiếc này. Trời ơi, này 5 triệu rưỡi. Quá trời. Không có tông hùng không màu chứ màu trắng chứ màu hồng, gái đi màu hồng chứ. Dạ tôi cái này có tăng đưa yên nè. Đây ra. Đó, tăng đưa nè. Đây ra. À, cứng quá. Rồi, thử đi. Nhôm bà chủ. Chiếc này là bao nhiêu tiền? 5 rưỡi luôn. Cái jam này là như của Đài Loan. Đúng rồi. Sao mà hồi lựa chọn cuối cùng Hưởng đã chọn chiếc xe này? Thử đi. Nghe cao không? Giác sao? Hả? Vậy hả?
gì vậy? Khoda Plum. Cái này xuồng xuồng nhôm hay hay là xuồng gì? Nhẹ hả? Tôi thử coi. Áo ngồi thoải mái ha. Được. Mà chủ ơi, cái xe này nếu mình chạy vỏ đồ hư có đồ thay không? Chỉ sợ không có tiền nữa hả? Đúng rồi. Đi lấy chiếc này đi. Đúng rồi, chốt cái này phải không? Dạ. Rồi vô chuyển tiền. Ngọc Thượng đang trên đường Thiên Lý chạy về, trời ơi. Vậy hả? Trời ơi, Hưởng rất hợp với giá Ngọc Hưởng. Hưởng cái này tung tăng quá rồi. Muốn gì được nấy. Yên hơi cao hả? Rồi thì Cương sẽ hạ Yên Ngọc Hưởng nãy ở chổng là tôi rồi. Rồi hai chiếc xe đậu kế nhau luôn Hưởng. Hưởng với cái chiếc màu trắng mới vừa quý vị ơi. Rồi đây, thì Cương sẽ hạ Yên Ngọc Hưởng. Tôi có đồ nghề hết rồi. Thấy không? Cái gì thấy đồ nghề thì Cương dữ dàng không? Đó, một đây là một bộ để mở lục giác nè. Hay là đợt Tiết Cương đi review được tặng cái gì? Thấy không dân nè, mở ra nè. Đó, hạ Yên xuống hết Hưởng. Dạ. Về được chưa? Thấp nữa đi. Về được rồi, thấp quá. Thấp nữa đi mà, chưa nãy, xuống gì hết á. Cao lắm hả Hưởng? Vậy mà chưa xuống thì xuống nhiều rồi đó. Nhiều đâu nhiều, cái này nó phải gần với này nó mới được. Thấp rồi. Thấp nữa đi. Đâu em lên thử đi. Thấp nữa đi để em. Đâu thì leo lên thử đi rồi ta tính. Tôi biết mà, thấy không được. Vậy hả? Có rồi rồi ok. Mới từ từ ta tính. Chừng ngắn quá. Nữa hả? Xác mắt cho em đi. Trời ơi. Rồi. Nói này cái dấu cũ của người ta đây nè. Được rồi. Để em lên nó mới hơi chậm xíu lên còn thẳng chân nữa chứ. Trời ơi. Đạp phải thẳng chân chứ. Mở lần mở một lần khó mà. Ủa là sao đi xíu như thế này. Mở nữa đi. Hưởng làm Tiết Cương rối rồi. Vậy là thấp lắm rồi nghe nè. Em còn tính cái giò đạp nữa chứ chứ phải cái tính cái leo lên. Hưởng bị tính sai. Rồi. Đâu? Ướm lại cái thử cái coi. Em phải tính cái giò em đạp thấp quá đạp sao được. Rồi đá ăn trống. Rồi chạy thử coi. Im không? Nó thấp quá cái giò em đạp không có thẳng nó cong. Ổn không? Vậy được rồi. Quá im. Để lát xiết lại thì để cân nó thẳng trước đi. Nấc này được rồi phải không? Rồi để nghiên cứu cái Yên coi sao hơi sụt sịt. Đã nguyên cái Yên lên mới được. Ây da, quá thử rồi. Chắc phải cho miếng vào. Đúng rồi thôi. Cào quá vậy? Nó dài quá Hưởng. Em có biết đâu. Rồi vậy Hưởng chạy đi được không? Không, sao chạy được. Trời ơi, nó dài quá Hưởng. Trời ơi, sao tháo ra cực khổ vậy, hồi đóng xuống nữa. Đóng. Rồi, đây nè. Phải có con ốc lục giác này nè, xiết nó lại Hưởng hay không? Hơi lỏng này để coi có chứ Cương có chìa nào vừa không? Này có cái bụi khổng lồ nhất này. Đúng luôn. Để xuống đất luôn. Chiếc lại nè. Thấy Tiết Cương thông minh không? Đó. Nó lỏng nó Hưởng. Cứng rồi. Rồi cứng chưa?
Thử rồi, hết rồi nè. Thấy không? Rồi, để con lấy miếng. Vô miếng dầu đi, mềm đi. Cứng quá. Chết rồi, dính nhát rồi. Đi này thấy hơi chút quá rồi. Được không? Nữa đi anh. Cũng nữa đi, cái dấu này người ta ở đây nè. Không có đâu, vậy được rồi. Thôi nữa đi. Được rồi. Hồi nãy xích xuống nữa mà. Được rồi, được rồi. Nó trắng một lỗ nè, thấy không? Xích xuống nữa đi, cao quá, em chạy không có tới, không có nguy hiểm lắm. Nhón quá té là sao? Tôi đi vậy là quá im mà Hưởng ơi. Quá im rồi, rồi tôi sẽ xiết lại. Vậy là Hưởng có một chiếc xe đẹp tuyệt vời. Rồi à, Hưởng nó ướm lên, chạy thử cái coi. Hả? Hưởng chạy thử cái đi Hưởng. Hồi nãy chạy thử rồi. Đâu, thử coi cái yên này ngồi về im không. Hai bên nữa gì. Nãy mình không biết, biết mở bên này mà. Mở con bên làm đè rồi, xuống muốn sụi. Rồi dặn là xiết quá, mở ra khó lắm. Đâu có khó đâu, nó đúng ngàn của nó hết, cái gì đâu khó. Cái này chiếu vô. Kỳ vậy. Rồi được rồi. Rồi con trên con dưới. Rồi Hưởng thì thử đi. Thử đi Hưởng rồi. Rồi con im chưa? Có bị chút xuống không? Có chút xuống không? Rồi. Quá im rồi hả? Yên hết sụp sịch luôn rồi phải không? Ngọc Hưởng đã hài lòng với chiếc xe đạp mà Tiếp Cương mua. Rồi cảm ơn quý vị đã theo dõi clip Ngọc Hưởng đòi mua bằng được chiếc xe đạp. Và theo Tiếp Cương biết chiếc này là của Nhật. Rồi một cặp xe màu trắng, Tiếp Cương đi xe của Đài Loan, Ngọc Hưởng đi xe của Nhật. Quá dữ quý vị ơi. Nào phải hơn mình mới chịu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại clip sau, Tiếp Cương sẽ review cặp xe này cho quý vị xem nhé. Xin chào.